Sĩ quý trình bày rất là dễ hiểu và những cái thông tin cần thiết nhất ý. Mình nghĩ là bản thân mình hay là các bệnh nhân thì cũng đều rất là băn khoăn là bây giờ ở nhà thì không có bác sĩ thì rất là lo sẽ chăm mình như thế nào, hay là nếu như mà tự nhiên thấy khó thở thì như thế nào. Thì mình thấy những cái thông tin của bác sĩ quý cực kỳ là hữu ích rồi. Vâng, theo mình biết thì Bộ Y tế sắp sửa triển khai những cái nền tảng rất là hữu ích để mà hỗ trợ việc chăm sóc F0 tại nhà, và có cả sự đồng hành của rất là nhiều bác sĩ online từ nhiều vùng trên khắp Việt Nam. Cho nên là mình nghĩ là sắp tới thì sẽ có cái sự hỗ trợ tốt hơn. Mình xin hỏi lại chị Tú Uyên là trong cái quá trình điều trị của chị thì cái thay đổi về tâm lý của chị như thế nào ạ? Phải thật sự chia sẻ là đối với mình thì mình cứ luôn luôn tự nhủ là mình thuộc dạng sức đề kháng kém, mặc dù là mình cũng đã điều trị xong rồi, thế nhưng mà mình vẫn luôn cố gắng là tuân thủ rất là kỹ cái 5K này, rồi là hạn chế đi lại, không đi lại những nơi mà không cần thiết. Thế nhưng mà cái đúng là cái việc mà khi mình đã hạn chế rồi, mình cứ nghĩ thế là đủ rồi, mọi thứ thế là đã ổn rồi, thì mình nghe cái việc là F0 thì cảm giác nó như là rất rất xa và nó sẽ không thể là mình. Đấy là một cũng là một trong những cái hở sườn, cũng là một cái là mình chưa chủ quan đấy. Thế mà đến khi mà biết được rằng là mình sắp sửa thành F0, bởi vì là mẹ mẹ của mình là mắc bệnh trước, thế mà cũng vì cũng bà cũng 80 tuổi rồi, người cũng có bệnh nền nhiều và cũng là rất là kiêng kỹ, nhưng mà bà đã đi lướt qua một một cái khu vực mà có rất nhiều nồng độ virus, chắc là nó cao và bà yếu cho nên là bà đã nhiễm. Thì 2 3 ngày sau thì bà sốt, nhưng mà gia đình thì không phát hiện ra cái việc là nó nhanh và như vậy. Thế nên là cũng tìm hiểu thì loại trừ thứ nhất là hỏi bà xem là có bị mất vị giác không, ngày nào ăn cũng hỏi. Thế nhưng mà có những người cái triệu chứng mất vị giác của nó rất ít, rất ít, cho nên là mình cũng hiểu biết là thứ nhất là sốt, thứ hai là ho, sau mất vị giác và khó thở, rồi những thứ như vậy. Thế thành thử ra là luôn luôn hỏi bà thì lúc đấy chưa đến cái độ của khó thở này, vị giác thì mất ít này, chỉ có ho và hơi sốt thôi, thì nghĩ là chắc là cảm cúm. Bạn thì cũng liên hệ với bác sĩ thì bác sĩ cũng nói là chị cứ để bà ở nhà khoảng nếu qua 5 ngày mà bà vẫn còn sốt thì hãng đưa đến bệnh viện. Thế thành thử là cũng để mẹ ở nhà đến ngày thứ 6 thì đưa đến, thì đến khi mà test nhanh thì ra là dương tính. Quả thật là rất bất ngờ, gọi điện mọi người đưa vào viện thì rất bất ngờ là mình cũng bắt đầu mình nghĩ là mình đã F1 rồi, và cảm nhận cái cơ thể cũng có những cái sự bất thường, thấy ngứa cổ họng, cảm thấy muốn ho, cảm khó chịu, thì là thật sự là hơi choáng và sợ, sẽ không biết là mình sẽ phải xử trí cái việc này nó như thế nào. Đấy, thì khi khi nhận cái tin nó như thế thì cũng như là cái căn bản cũng có một cái kinh nghiệm là đã mắc bệnh ung thư rồi, cho nên cũng khi mà đón nhận cái việc là mình đã bệnh ung thư thì mình cũng rất là sợ sợ và cũng tìm mọi cách để làm sao mà Phủ nhận, thế là phủ nhận đúng không ạ? ở đấy cũng không hẳn phủ nhận mà tìm những cái con đường nó đi nó nhẹ nhàng hơn để nó bấu víu vào một cái thứ khác. Chẳng hạn như bây giờ mình có thể chia sẻ một cái thêm ngoài ngoài cái việc bệnh COVID này. Ví dụ như là đến khi sau khi điều trị ung thư xong thì mình cũng tâm sự với bác sĩ Huyền là này, tuy là tinh thần đến giờ của tôi rất là lạc quan, rất là mạnh mẽ, thậm chí còn trông hổ báo thế này thôi, nhưng mà đã có những cái lúc rất yếu đuối vào những cái ngày đầu tiên khi mà nhận cái bản án là mắc bệnh ca, thì đã nghĩ đến thực dưỡng này, nghĩ đến thuốc nam này, và rất nhiều người bảo là chỉ cần uống những cái gì và không cần mổ, không cần, bệnh sẽ qua, sẽ khỏi, cũng tin lắm. Mà thậm chí là kể lại một cái kỷ niệm, không biết quý có nhớ không, là 6 giờ lên bàn mổ thì 3 giờ chiều vẫn còn đi tìm
nằm chờ, vẫn còn đi tìm tất cả những cái bài viết để xem là có những cái thuốc nào để chữa trị, và còn hỏi về cái phương pháp là tiêm cái niter lạnh vào để nó khống chế khối u không phát triển nữa, và nhắn tin cho Quý. Mà thật sự là may mắn làm sao Quý cũng trả lời ngay lập tức rằng là chị ơi, những cái đấy nó chỉ áp dụng trên một số bệnh nhân và nó mới có 4 năm thôi chẳng hạn. Thì những cái giải thích của Quý rất rất là thấy rất là hợp lý, cho nên thôi quyết định là chỉ có con đường là mổ và tiếp tục điều trị theo Tây y hiện đại thôi. Đấy. Thế lần này thì cũng cũng vậy, mà mình cũng rất là lo lắng, nhưng mà tuy tuy nhiên là sau đó mình phải trấn tĩnh lại ngay lập tức, để vì để làm sao mà mình biết rằng là chỉ có sự bình tĩnh thì mới giải quyết được, và phải chấp nhận cái sự thật này thôi. Thì lúc đó là những cái việc cần phải làm nó sẽ hiện ra rất là nhanh. Quả thực là hôm đấy là sau cái lúc mà hoảng loạn đấy thì mình đã bình tĩnh lại, thì đã lên được tất cả mọi cái kế hoạch đặt ra. Ví dụ như là bây giờ sẽ vào viện nào nếu như cần thiết này, những cái đồ đạc cần mang đi, cá nhân cần mang đi để vào viện, vì là cái bệnh này nó không giống những các bệnh khác rằng là cũng có thể tiếp tế đồ hay là thế này thế kia được, cho nên là đồ đạc cần mang theo. Đồng thời với những cái bệnh nhân ung thư thì lại luôn luôn có vật bất ly thân là những cái viên thuốc uống hàng ngày không thể thiếu được, không thể bỏ được, thì những thứ đấy là hoàn toàn là đầu óc phải sáng suốt và phải nhớ để mang những cái thứ hỗ trợ cho mình. Đấy thì nó là như thế. Cảm ơn chị. Em nghĩ là em sẽ bổ sung vào cái slide của em trong cái lần nói chuyện tiếp, bởi vì đây là cái chú ý rất rất là quan trọng cho chúng ta trước Đúng khi chúng ta đi vào khu cách ly hay là vào bệnh viện đấy. Cái rồi. chuyện chuẩn bị tâm tinh thần, để mà tinh thần chúng ta ổn định thì chúng ta phải có gọi là vật chất ổn định, đúng không? Nhưng mà chúng Đúng ta nhận cái tin chuyển viện quá là gấp, chúng ta không thể nào bình tĩnh được hết. Thì giống như rồi. chị Uyên chia sẻ đấy, chúng ta biết có một cái kế hoạch là đem cái gì theo, thậm chí có những cái bản nhạc mình thích đem theo mình nghe trong Đúng đó, rồi. vài ngày sau là mình cũng sẽ ổn định hơn, có việc làm. Đúng rồi. Cho nên là và trong trường hợp của chị, em cũng cũng nhấn mạnh nữa, đó là chị cũng rất là khéo, bởi vì chị đang mang một cái trọng trách là chăm sóc cho mẹ chị nữa. Và khi mà chị phải đi cách ly thì mẹ chị như thế nào chẳng hạn, thì cái việc thu xếp cho người thân khác thay việc thay thay mặt chị là cũng rất quan trọng, đúng không ạ? Đúng đúng. Vì là cũng may, cũng cũng là trong cái rủi có cái may là đầu tiên là bà bị trước này, xong rồi đến lúc mà mình bị sau bà thì lúc đấy nó chưa mệt quá, nó chưa yếu quá, thì mình vào lại được phân cùng nằm cùng chỗ khoa với bà, thế là chị đã chăm sóc được bà trong những cái ngày mà bà chưa nặng. Rồi đến lúc bà phải chuyển xuống phòng ICU thì là lúc đó xuống đấy là không một ai được vào nữa rồi. Đấy thì là có mặc hết cho tất cả y tá điều dưỡng và bác sĩ dưới đó. Trước mắt thì em chúc mừng chị được ra viện, và sau đó mong là ba cũng sẽ sớm chuyển nhà và ra viện luôn ạ. Ừ, đúng rồi. Đây quý cả vừa nhận thêm một cái câu hỏi nữa là chị có cái lời nhắn nhủ nào cho mọi người khi mà trong thời gian ở trong trong bệnh viện được không? Khi mà chúng nghe nói là chị cũng bị khá là dài ngày đúng không? Triệu chứng á. Dài ngày và cũng vào phổi, mức độ tổn thương phổi là bác sĩ đánh giá là dưới 25%. Thế và cũng nói chung là cái lúc mà mình đi viện xong thì mình mới mới thấy là khi mình vào viện ấy, thì mình thấy là mọi suy nghĩ về về bệnh và cái cách điều trị nó dường như nó cũng rất là khác với mình tưởng tượng, rất là khác. Thực sự bệnh thì không ai được ai vào chăm ai cả, ốm mệt cứ tự bò dậy mà ăn uống rồi tự lo cho bản thân, cho nên lúc đó là phải cần một cái sự rất là bình tĩnh, chứ còn không thì cũng lại. Nhưng thực ra nói thế nhưng cái lúc đầu khá là hoang mang, mình cũng khá là hoang mang khi mà thấy là cứ sốt triền miên, ngày nào cũng sốt, vừa khỏe đây rồi lại sang yếu mệt ngay và luôn, thì thành ra là mà nó cứ liên tục kéo dài như thế, nên là cũng luôn luôn là muốn gặp các bác sĩ của mình để hỏi cho rõ ràng, nhưng mà quả thực là bác sĩ cũng không có câu trả lời chính xác rằng là ngày mai hay ngày kia thì chị sẽ ổn hơn hay chị sẽ khó hơn. Thế nhưng mà phải nói là các bác sĩ luôn luôn động viên là hãy cố gắng, chị đã ở cạnh chúng tôi thì đã có chúng tôi bên cạnh,
miễn sao chị được những cái triệu chứng, những cái điều mà chị cần nhất và kịp thời nhất thì có chúng tôi, cho nên là cái sự lo lắng đấy của mình thì lại cũng hết đi, cũng không vấn đề gì lắm. Em thì cũng có kinh nghiệm chăm sóc cho một vài bệnh nhân COVID online thôi. Thì cái cách mà em nói với bạn đó là COVID này đang làm nùng đấy. Thế là nếu nó là cảm cúm thì em có thể chắc chắn được là 3 ngày, 5 ngày là chắc chắn hết sốt. Nhưng mà COVID này thì thường thường là rất nhiều người sẽ hết sốt trong cái khoảng đó. Nhưng mà sẽ có nhiều người cổ thích nhảy nhiều hơn thì cổ nhảy. Nhưng mà chắc chắn là đối với những người mà không có cái nguy cơ và các cái sinh hiệu tức là SpO2 rồi nhịp thở, cách nói chuyện bình thường thì chắc chắn là từ từ bệnh nó sẽ hết. Và cái cách làm khi mà chúng ta đối mặt với nó cũng y chang nhau à. Thở thì hít sâu hay là sốt thì dùng thuốc hạ sốt, cứ như vậy kiên trì thì từ từ nó sẽ hết. Bây giờ bác sĩ có đến ngồi đó nguyên một ngày với chị thì cái cách làm cũng y chang nhau, nên là bệnh nhân nghe vậy thì bệnh nhân cũng sẽ yên tâm hơn rất là nhiều. Dạ, cảm ơn bác Quý rất là nhiều. À, hình như là có một câu hỏi ở trên nhóm Facebook phải không em? Dạ, có một cái câu hỏi là bác sĩ có cái lời khuyên nào để giảm thiểu cái nguy cơ lây lan cao nhất khi đi test hoặc đi tiêm không ạ? Câu này thì mình đọc báo ở Việt Nam thôi thì mình thấy cái việc tiến hành test và tiêm khi mà chúng ta tập trung rất là nhiều người ở đó thì rõ ràng là cái nguy cơ 5K nó bị thất bại đúng không? Không nó bị gọi là bị cái từ gì dùng từ gì cho hay nhỉ? Tức là người ta quên đi 5K luôn, người ta chỉ còn nhớ tới vaccine thôi, cho nên là đó là cái nguy cơ đầu tiên. Cho nên là mình nghĩ nếu mà mọi người có thời gian thì viết một cái chữ 5K thật là to để đến đâu á. Nếu mà chúng ta thấy những cái nơi mà mọi người tụ tập đông quá như vậy á, thì nên nhắc cái người tổ chức và đương nhiên bản thân mình thì tránh xa cái chỗ đó ra. Đừng có vì tiêm, đừng có vì tầm soát xét nghiệm mà chúng ta vào những cái khu đó thì cái nguy cơ chúng ta sẽ mắc sẽ cao hơn. Không biết là chị Uyên và Thủy có góp ý gì không? Hạnh cũng đã từng chứng kiến rất là nhiều người tiêm chủng mà tập trung đông rồi đúng không? Dạ, em có đọc ở trên báo, nhưng mà cũng rất là may là những cái lần mà em có đi tiêm chủng đó, thì em thấy là những cái điểm mà em tiêm chủng bên trong thì rất là thoáng, giữ đắc đúng nguyên tắc 5K, nhưng mà cái khâu mà từ bên ngoài đi vào, trước khi mà vào từ bên ngoài tới nhà xe cho tới cái nơi mà chuẩn bị vô bên trong thì đó là một cái sự hỗn loạn chen lấn, cũng như là mọi người vì quá lo lắng mà quên mất cái việc là mình phải giữ 5K, hoặc là có cái cho cái công tác tổ chức đó, là mình đứng chờ lâu quá cho nên là bên ngoài nó rất là nắng, do đó mọi người tụ lại với nhau và quên mất cái nguyên tắc 5K của mình. Cho nên là em nghĩ rằng là tuy rằng là cái vaccine là một cái vũ khí nó rất là hữu hiệu để phòng ngừa được COVID, tuy nhiên trước khi mà cái vaccine nó có cái hiệu lực là nó cần cái thời gian thì mình vẫn phải duy trì 5K, và cho dù mình có tiêm vaccine rồi nhưng mình không giữ kỹ thì mình vẫn có một cái nguy cơ nhỏ nào đó mắc bệnh. Do đó 5K là cái nguyên tắc hàng đầu để cho mình tự bảo vệ mình và người thân của mình trước cái COVID-19 này. Vâng. Cảm ơn câu hỏi của bạn Thùy Dương ha. Còn bây giờ mình xin chuyển qua câu hỏi của bạn Bích Lê. Bệnh nhân ung thư đang hóa trị thì có dễ bị nhiễm COVID hay không? Và làm sao để bảo vệ mình khi vẫn phải đi bệnh viện để điều trị? Thì Quý cũng xin trả lời đơn giản, đó là COVID tức là SARS-CoV này nó không có phân biệt bệnh nhân hóa trị hay là không hóa trị, nó chỉ biết người nào mà lơ tơ mơ không có tuân thủ 5K, không có rửa tay đúng và giữ khoảng cách thì đó là người sẽ dễ bị nhiễm COVID hơn. Cho nên là ngay cả khi quý anh chị đang hóa trị thì vẫn có thể phòng ngừa được COVID một cách thông thái nhất. Và khi mà mọi người đang phải đi bệnh viện định kỳ đó thì sẽ có những cái tình huống, ví dụ mình đi một mình hay là mình đi cùng với người thân của mình, thì đi với người thân mình sẽ có thêm một cái sức mạnh, đó là có người quan sát và chỉ thêm cho mình là chỗ này là chị vừa sờ này, chị phải rửa tay ngay, ví dụ như thế. Còn nếu mà mình đi một mình thì mình cũng nên gọi là tự nhận xét mình lại, ví dụ mình vừa vào cái thang máy mình vừa bấm cái nút này rồi, thì sau đó mình phải kiếm cái chỗ nào rửa tay ngay chẳng hạn.
và đương nhiên cái chuyện khẩu trang rồi giữ khoảng cách với những cái bệnh nhân khác, ví dụ một cái khu chờ mà lâu quá chẳng hạn thì mọi người có thể viết một cái tờ giấy để nhờ bác sĩ hoặc là y tá kêu là khi nào tới phiên tôi thì gọi điện hay là sau đó chẳng hạn. Chúng ta chuyển những cái hình thức giao tiếp hàng ngày đó thành một cái kiểu online, nhắn tin gì đó, thì lúc mà mọi người nhận tin thì lúc đó hãy vào phòng chẳng hạn, chúng ta sẽ giảm bớt cái thời gian chúng ta phải tiếp xúc với nhiều người, càng ít càng tốt. Không biết là chị Uyên có thêm cái nhận xét nào khác không? Chị Uyên hình như là đã xong cái đợt khóa trị trước COVID phải không ạ? Chị thì khóa trị xong rồi, điều trị xong rồi. Cho nên là cái chị cũng rất là cẩn thận để với cái việc là xem cơ thể của mình nó có không được như mọi người không, hay là thì mình đấy thì mình cũng khá tuân thủ, nhưng mà đấy thì đến khi mà mắc bệnh thì mình cũng thấy là quả thực là cũng không phải nhẹ, cũng không phải thuộc dạng nhẹ, mà cũng phải nói là vào viện kịp thời. Không, ý em hỏi là cái chuyện khi mà mình đi bệnh viện và bệnh viện nó đông quá thì có cách nào để chúng ta tự bảo vệ mình khỏi cái nguy cơ lây nhiễm? Đi bệnh viện đi hả? Thì theo chị thì vẫn cứ nguyên tắc 5K thôi. Chứ còn ngoài cái nguyên tắc 5K đấy thì chả còn cách nào khác. Bởi vì chúng ta vẫn phải đến những cái nơi như thế. Chúng ta không thể không đến. Và hai nữa là chị cũng nói là ở cái nơi mà mình tránh làm sao đừng có đứng quá đông người. Giãn cách ra là cái gọi như là cực kỳ hữu hiệu đấy. Mỗi người một góc và tránh tiếp xúc nói chuyện, đến bây giờ thì thôi khỏi phải hỏi thăm ai thôi, vào đấy rồi buôn chuyện bolo bala thì thôi chấm dứt, việc ai người đấy làm đấy thì sẽ đỡ được rất nhiều. Thật ra đối với bệnh nhân ở bên Nhật ấy, thì em cũng nói là trong nguy có cơ, tại vì trong cái mùa COVID ấy, thì những cái bệnh khác ấy, họ giảm, họ không đi bệnh viện nữa, cho nên là ngược lại những bệnh nhân ung thư thì lại được có nhiều cái khoảng không gian hơn để mình đi lại trong bệnh viện. Thì với cái quy tắc 5K thì mình nghĩ là sẽ dễ thực hiện hơn trong cái mùa cách ly nghiêm ngặt. Đúng rồi, em đồng ý với hoàn toàn với anh Quý với lại chị là mình phải duy trì 5K để mình bảo vệ cho sức khỏe của mình và người thân của mình. Nhưng mà ở đây là em muốn nhấn mạnh lại một cái ý rất là đắt giá của chị lúc nãy khi mà chị chia sẻ về cái việc khi mà mình bước vào trong cái khu cách ly, là khi mà mình đi cách ly thì mình mang cái tâm thế mà nó an lành nhất, và đặc biệt là mình có bệnh nền, ví dụ như mình rồi chị cũng có bệnh, mình có bệnh thôi, mình luôn phải nhớ mang theo thuốc của mình cũng như là những cái gì làm cho mình thoải mái nhất. Cái đó là cái đắt giá nhất mà em thấy nãy giờ mà mình chia sẻ mà em chưa thấy là mình nốt lại, thì em nhắc lại để cho mọi người nhớ. Nếu như mình có đi cách ly thì mình mang theo thuốc bình thường mình đã uống để mình duy trì, để cũng như là nếu mình có mình bệnh án thì mình mang theo để bác sĩ biết rõ cái bệnh án của mình, để như có biến chứng hay có bất cứ vấn đề gì thì bác sĩ có thể lường trước được và hỗ trợ cho mình kịp thời. Thật sự thì Quý cũng có quen rất là nhiều bạn bè làm trong khu cách ly ấy, thì phải nói thật là họ rất là vất vả. Và ngoài cái chuyện thuốc men cho bệnh nhân thì nhiều khi là phải lo cho cả chăn mền rồi kem đánh răng các kiểu nữa. Cho nên là bệnh nhân mà tự lo được cho mình chừng nào thì sẽ đỡ cho y bác sĩ chừng đó. Chính xác. Chị cũng mang đi đầy đủ những bộ chăn gối mà mình nằm mình đang hợp ở nhà này. Rồi chị rất thích là thêu thì chị cũng mang cả bộ thêu vào, mặc dù là vali chật lắm rồi nhưng vẫn mang đi, bởi vì mình biết là sẽ có những ngày mình sẽ khỏe và khi mình làm thì mình sẽ quên đi những cái mệt của về tinh thần thể xác lúc đấy, nên là cũng nên mang đi. Vậy thì sau đợt này chị chỉ thể xem cái phần nhật ký đi viện nên đem cái gì nhá. Sẵn sàng. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.